muốn người rõ tâm từ bi, cho nên Phật bảo con đi khuyên đời đem thanh danh. Dùng lời nhiễm nhặt khách thường trần bất đắc chân ngôn, riêng con tâm đạo thường tồn với người cũng ráng gọi hồn nhớ tu. Kỳ quy nhất dễ đâu kiếm được, khuyên trẻ nên